Đây, con làm gì đây? Ba đóng khóa bác vào nhà ngồi mát. Con cơm à? Ừ. Đây đấy. Đóng quá. Tay làm nước cái máy nhà chứ. Con nghỉ nước cho mát đây. Ừ. Nhanh nhanh xem cái máy này. Tay tiếp tiếp ạ. Đôi. Bấm những tay lại là vàng lên tiếp. 45. 45 thôi. Đây hơi bị cái thế này. Cũng có hơi khác kia này. Rồi, cái này. Bên kia cũng tí. Cắm. Để tôi mà bỏ cái này đi. Để bác cắt cái tông phết này đi. Đồng nghiệp của bác không? Dạ. Đồng nghiệp của bác. Không phải ba không, là bố. Đi cái thằng này. Còn gà thấu này, cái thấu nó cắn này, cắn này, cắn này, bố chú ba dạy, anh cũng ghê, càng nào đi, không cầm được, Không mở được cái này. Ngoan. Tôi chơi của con này. Con si tát. Nhìn tát. Bố của bố. Hỏng đấy. Đấy. Lúa đã chín hết rồi nhỉ? 19 lúa chắc hai hôm nữa cắt được. Người ta chín nhiều, người ta cắt rồi sao vậy? Con ơi, con ở nhà bác nhé. Mẹ đi mua thức ăn về nấu ăn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chơi nhá. Chơi đấy nha. Xong chưa? Xong rồi. có phải thưa không? Có đấy, đúng là dưới ngắn hơn là nó thẳng nữa. Chúng ta là người nước á, em người học á. Trông mặt quá. Mệt quá bác bị ngáo á. Con đỡ bác đi. Anh ngồi sao? Anh đi được. Thế bà ngồi nghỉ đó. Đây mẹ gì bác này. Xuống đi. Không ngồi được. Xuống đi. Xuống đi về xem bác ạ. Ôi, bọn đây ra. Ôi, chắc bị chồng tối quá. À, trời tối rồi không? Cảm ơn tất điện nhá. Cái mẹ nấu cơm đâu chưa? Không đâu, không đâu rồi. Đi con này, em bắt con này lên được. Dọn để mình ăn cơm này. Con ngồi lên đây đi. Dạ. Ngồi đây. Ngồi khoanh chân. Ngồi khoanh chân vào. Ngồi khoanh chân tí vào trong. Ngồi trong đó. Cái đầu ngồi. Ngồi vào đi. Ngồi hoi vào. Cứ chân vào trong ạ. Cứ chân vào trong. Đi vào. Ăn từ từ nữa nhé. Dạ. lấy bát không? Mẹ lấy bát cho con nhé. Không. Mà mình đây này. Con quay. Không bị no nữa. Đó. Hút. Hút một thoải. Hút. Ngậm mồm à? Nào. Ngậm mồm à?